Hello cả nhà. Mọi người ơi, cảm ơn anh chị đã click vào video của em Yến nha. Anh chị xem video thì cho em Yến một lượt like, một lượt theo dõi để khi mà em cập nhật tất cả các dòng xe lên thì mọi người có thể tham khảo ha. Ở cái thời điểm vừa rồi mà anh chị chưa mua được xe, mình đang phân vân về bất kỳ dòng xe nào cũng như là giá cả thì cả nhà mình có thể liên hệ cho em theo số hotline bên dưới màn hình 0774845914 gặp em Yến nha. Được hỗ trợ 2 triệu xăng xe đi lại khi có liên hệ đặt lịch trước với em, số em là sử dụng cho gọi và cả Zalo luôn cả nhà. Và được thu xe cũ lên đời xe mới nè, tặng tiền cà phê, tiền hoa hồng khi mà mọi người dẫn bạn bè, người thân đến cửa hàng mua xe. Bên em thì hỗ trợ khách là 3 trường hợp. Trường hợp đầu tiên là khách hàng mua tiền liền đến trực tiếp cửa hàng thì mình dễ rồi đúng không ạ? Trường hợp thứ hai chính là mua trả góp. Đối với dòng Exciter 155 thì anh chị đưa trước giúp em tầm khoảng 7 triệu, 6 triệu là lên hồ sơ được ha. Và trường hợp thứ ba đó chính là ship xe. Thì khách hàng mình, anh chị mua tiền liền mà ở xa không đến được trực tiếp cửa hàng em. Mọi người xem có rất là nhiều màu 3D. Anh chị có ưng ý cái mẫu xe nào thì mọi người có thể là nhắn tin ngay cho em Yến sẽ hỗ trợ nhận cọc và ship xe về tận nhà cho mình, bảo đảm an toàn và uy tín, cho nên là khách hàng mình cứ yên tâm ha. Rồi ở đây thì em có rất là nhiều màu 3D cho mọi người. Dòng cái phiên bản mà đời 2023 thì nó sẽ có cho mọi người, sorry, cái dòng Exciter đời 2023 thì nó sẽ có cho mọi người là hai phiên bản, một cái là khóa chìm, một cái là khóa thông minh ha cả nhà. Và giá của em nó thì cực kỳ tốt luôn. Nói về phần màu sơn trước tiên đi ha. Tất cả những cái hàng này gần như là sơn 3D 100% hết. Và sơn tem thì sẽ sơn trực tiếp lên dàn áo xe chứ không phải là tem dán. Và hỗ trợ bảo hành cái màu sơn, riêng về màu sơn nha, bảo hành cho anh chị là lên đến 1 năm. Máy móc thì mình sẽ được bảo hành theo chế độ hãng ha, cho nên là khách hàng mình cứ yên tâm khi mà sử dụng dịch vụ và mua xe bên em nha. Ngoài ra thì trả góp ha. Đầu tiên là trả góp đi, chỉ cần căn cước công dân là khách hàng mình lên hồ sơ được rồi. Em hỗ trợ cho anh chị là từ 18 đến 60 tuổi là mình mua xe được bình thường nha cả nhà. Và cà quẹt giấy tờ sẽ ra đúng màu khi mà anh chị muốn mua màu sơn 3D như thế này. Ngoài ra thì bên em Yến sẽ nhận đặt sơn xe theo yêu cầu. Cho nên khách hàng mình đang có cái mong muốn, cái sở thích và yêu thích cái mẫu xe nào mà bên em đang không có thì mọi người cứ nhanh tay liên hệ, em sẽ báo giá và đặt sơn cho mọi người ha. Hiện tại thì dòng này em đang có mức giá dao động cho khách hàng khá là tốt, chỉ từ khoảng là 42 triệu 500 nghìn đến tầm 45 triệu 200 nghìn thôi cả nhà. Khách hàng mình đặt lịch mua xe sẽ được hỗ trợ giảm thêm như ở đầu video em có tư vấn cho mọi người. Và ngoài cái dòng xe này ra thì bên em Yến đang gần như là phân phối tất cả các dòng xe luôn, tay ga, côn tay và các dòng xe số. Cho nên là anh chị có quan tâm cái dòng nào thì mọi người nhanh tay alo cho em để được hỗ trợ tư vấn kỹ hơn nha. Đặt lịch trước thì sẽ được giảm giá, cho nên là lưu ý cái phần đó ha cả nhà. Cảm ơn anh chị nhà mình đã theo dõi hết video cái miếng. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Bye bye.